Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vựa ô lì bài tập toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 58 luyện tập. Bài số 1 đặc tính được tính. Này người ta đặt sẵn cho mình rồi. 2 ta trừ 6 được ta lấy 12 trừ 6 bằng 6. 6 trả 1, 1 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3. 45 trừ 2 18 5 ra trừ 8 được ta lấy 15 ra trừ 8 bằng 7. 7 trả 1 2 1 3 4 trừ 3 bằng 1. 6 15 ta trừ cho 4 15 5 trừ 5 bằng 0. 6 ra trừ 4 bằng 2. 83 ta trừ cho 35. 3 ra trừ 5 mà được ta lấy 13 ra trừ 5 bằng 8. Trả 1. 3 1 4 4 trừ 4 bằng 4. 4. Nó qua bài tiếp theo 82 trừ 35 2 ta trừ 5 không được ta lấy 12, 12 trừ 5 7. 7 trả 1. 3 1 4, 4 trừ 4 4. 92 4 15. 12 mà ta trừ cho 5 là còn 7. 7 trả 1. 4 1 5, 9 ta trừ 5 4. 42 25. 12 trừ cho 5 là bằng 7. 7 trả 1. 2 1 3 4 trừ 3 bằng 1. 12 trừ 8 bằng 4. 4 trả 1 2 1 3 5 trừ 3 bằng 2. Bài số 2 50 ta trừ cho 9. Đây 50 ta trừ cho 9. 10 ta trừ 9 còn 1. Nhớ 1. 41. 50 ta trừ cho 17. 10 ta trừ 7 bằng 3. 3 trả 1. 5 mà ta trừ 2 bằng 3. 50 mà ta trừ cho 25 là bằng 25. 50 mà ta trừ cho 39 như vậy còn lại là 11. 50 mà ta trừ cho 43 còn lại là 7 17. 50 mà ta trừ cho 13 còn là 7 30 37. Bài số 3. Heo nặng 40 kg, thỏ nặng 15 kg. Hỏi heo nặng hơn là thỏ là bao nhiêu kg? Ta lấy 40 ta trừ cho 15. Số kg heo nặng hơn thỏ là ta lấy 40 ta trừ cho 15 nghĩa là bằng 20 25 kg. Đáp số. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.